Nhà phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Diện tích 35 m². Mặt tiền 39. Bên cạnh là bên ngoài nhé. Em đang hoàn thiện ở đây. Diện tích 35 m². Chúng ta cùng vào bên trong nhé. Chưa được. Nhà có diện tích 30 m², thiết kế gồm một phòng khách, một bếp, 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân thơm, 3 vệ sinh. Vệ sinh phòng 1. Cho đến máy bơm này. Cầu thang. Còn cảnh ra phía ngoài nữa. Đây chúng ta cùng nhìn toàn cảnh lại tầng 1. Tầng 2 là một phòng ngủ, một vệ sinh khép kín trong phòng. Tầng 3 là phòng ngủ vệ sinh bên ngoài. Nội thất cơ bản gồm có tủ bếp, sàn gỗ, trần thạch cao, cửa chính, cửa thông phòng, tay vịn cầu thang là bằng gỗ tự nhiên. Đấy, tầng 2 là một phòng ngủ và một vệ sinh khép kín trong phòng luôn này. Sinh tầng 2. Thiết bị vệ sinh tô nhé. Bên trong ra. Chúng ta lên tầng 3. Tầng 3 thì thiết kế là một phòng ngủ, một vệ sinh bên ngoài độc lập ra.
cũng tương tự thôi, chỉ thay đổi thiết kế bố trí còn diện tích gần như là sử dụng không thay đổi. Phòng ngủ diện tích được khoảng tầm 18-20 m². Đây, xem vệ sinh tầng 3 nha. Cầu thang này. Vệ sinh tầng 3. Thiết bị vệ sinh photo nha. Lên tầng 4, tầng 4 thiết kế là một phòng ngủ nhỏ, một phòng thờ, sân phơi. Nhìn lại tầng 3. Hai giếng trời thôi này. Giếng trời cầu thang. Bên phải đây là chỗ giặt đồ này. Một phòng thờ nhỏ. Trên bên trong một phòng ngủ nhỏ, thiết kế khá hợp lý. Phòng ngủ nhỏ bên trong diện tích tầm 12-13 m². Quý khách có nhu cầu mua nhà ở khu vực quận Long Biên, vui lòng liên hệ hotline 0984999007 hoặc truy cập vào website nhadeplongbien.com.vn. Xin cảm ơn quý khách. Chúng ta xem lại ngày ngoài. Xin kết thúc video đây nha.